Máy Bình Minh xin chào bà con, ngày hôm nay có một vị khách hàng đến công ty và yêu cầu thử máy băm sơ dừa B300, vậy nên video ngày hôm nay sẽ là quá trình vận hành của máy băm sơ dừa B300 bà con. Hãy cùng vị khách hàng của chúng tôi xem dòng máy này có cơ chế hoạt động như thế nào, có thể băm được những loại nguyên liệu gì và cho năng suất ra sao nhé. Ngay trước mắt bà con, đây là máy băm sơ dừa B300 do công ty Bình Minh trực tiếp sản xuất và đang được phân phối trên toàn quốc. Máy có thiết kế hiện đại nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích. Với phần khung máy được làm bằng chất liệu thép cao cấp dày dặn. Chúng được hàn rất chắc chắn, hạn chế rung lắc và tiếng ồn trong quá trình băm. Phía dưới chân máy lắp đặt 4 bánh xe thuận tiện di chuyển máy đến vị trí cần làm việc. Toa nạp nguyên liệu có dạng phễu nạp, nằm ngang ở bên hông, nối thẳng trực tiếp với bồng băm và có thể tháo rời thuận tiện cho việc di chuyển và bảo quản. Phần toa nạp to rộng giúp dễ dàng cung cấp nguyên liệu nối liền với buồng băm, giúp tối ưu quá trình làm việc, giảm tình trạng nguyên liệu bị ứ đọng trong buồng băm. Mỗi giờ làm việc máy có thể băm được từ 200 đến 250 cân vỏ dừa các loại, từ vỏ dừa khô, vỏ dừa tươi cho đến vỏ dừa bị mụn thành dạng mùn dừa chất lượng. Đây là nguyên liệu chính dùng để ủ làm phân bón trồng, cây đệm lót chuồng. Máy băm sơ dừa B300 được kéo tải bởi động cơ 3,5 kW kép lõi đồng dùng điện một pha 220V, phù hợp với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, có nhu cầu tái chế muốn thay đổi phương pháp nông nghiệp của mình. Việc sử dụng máy băm sơ dừa giúp bà con tái chế phụ phẩm thành những sản phẩm có giá trị kinh tế, đem lại thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Hệ thống buồng làm việc của máy được trang bị hệ thống bao gồm 3 dao băm phá có nhiệm vụ băm phá nguyên liệu, 2 dao kê gắn cố định hai bên thành máy và 4 lưỡi dao băm chính được gắn trên một trục quay với tốc độ nhanh và mạnh. Khi máy hoạt động đảm bảo quá trình băm nghiền nhỏ nguyên liệu. Dễ dàng sàng phía dưới hệ thống băm này là một mặt sàng lỗ giúp cho nguyên liệu sau khi băm có kích thước nhỏ đồng đều. Thành phẩm sau khi đã được băm nhỏ đi qua các lỗ sàng rơi xuống cửa xả và thoát ra ngoài. Máy băm sơ dừa B300 được trang bị thiết bị automat bảo vệ mạch điện, ngăn các trường hợp quá tải sụt áp và chống giật chống rò rỉ điện, đảm bảo an toàn cho người dùng. Thao tác vận hành máy cũng vô cùng đơn giản. Người dùng chỉ cần cắm điện gạt automat để khởi động, rồi bắt đầu cho nguyên liệu vào. Máy sẽ tự động xay nghiền và cho ra thành phẩm mùn dừa chất lượng. Bà con lưu ý nên cho vừa đủ nguyên liệu vào băm, tránh tiếp nạp quá nhiều có thể làm nghẽn máy. Trong thời gian sử dụng, bà con cần phải thường xuyên kiểm tra động cơ, xem có bị nóng không. Nếu thấy nóng qua thì nên tắt máy cho nghỉ một lúc rồi làm tiếp, không để cháy motor. Vừa rồi chúng tôi đã thực hiện xong phần thử máy và vị khách hàng rất hài lòng đã đặt mua máy và trở về ngay sau đó. Đến đây thì thời lượng video cũng đã hết, bà con còn có thắc mắc nào hay câu hỏi gì thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận, hoặc bà con muốn sở hữu một sản phẩm vô cùng tiện ích và mang lại giá trị kinh tế cao này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.